Alo, chào các bạn nha. Hôm nay mình đi soi nhái cho rắn ăn tiếp tục nha các bạn. Nuôi mấy rắn mà cực quá các bạn ơi. Để đi soi nhái về cho nó ăn các bạn ơi. Chuột mắc quá, mình không có đủ khả năng mà mua cho nó ăn đâu các bạn. Hôm nay là chuột mắc dữ lắm rồi các bạn ơi. Để mình phải đi soi nhái bắt nhái cho nó ăn nha các bạn. Đây là mình xôi vòng vòng ở nhà mình đó các bạn. Đây một con này các bạn ơi. Đây một con đây các bạn thấy không bạn? Nhái các bạn, nhái bự lắm nha các bạn. Đây các bạn. Thêm con nữa này các bạn ơi. Đấy. Thấy mình cái thụt xuống rồi các bạn. Đó, các bạn thấy không? Đó, cận cảnh nha các bạn. Đấy. Chụp nè. Đây là cái vườn mít nhà mình nha các bạn. Đây là hiện tại bây giờ mình đang ở quê các bạn. Nè các bạn thấy không? Mít của mình các bạn. Trồng này một năm rồi các bạn ơi. Một năm mà đất của mình ở đây các bạn nó hơi ướt các bạn. Mùa mưa mưa qua này mưa quá trời các bạn. Để bị vàng hết các bạn. Nè các bạn. Mít nó lớn nè các bạn. Đây là mít loại mít lá bàng nha các bạn. Cho các bạn, mít lá bàng lá lớn á. Rồi mít này giờ giá thị trường nó cũng được lắm các bạn, cũng ổn định các bạn. Trái nó to lắm các bạn. Trái của nó là phải trái lớn là phải mấy chục ký nha các bạn. Trái lớn là khoảng 20-30 ký gì nha các bạn. Tới mùa thời vụ của nó đó. Nó mắc cũng mắc lắm nha các bạn. Giá nó cũng cho năng suất cũng cao lắm nha các bạn. Đây một con nữa các bạn ơi. Đây các bạn thấy không? Đấy. Chụp nè. Hôm nay mình dẫn đi các bạn đi trải nghiệm nha các bạn. Trải nghiệm soi nhái ban đêm với mình nha các bạn. Đây các bạn, mít mà nó không đều các bạn, nó lên không đều các bạn. Đây các bạn, mùa mưa mà có cây vàng các bạn. Vàng rụng lá nè các bạn. Rụng lá mà nay khoảng một tuần lễ nay không có mưa các bạn. Nay mới lợi lợi nè các bạn. Đây một cái trái đầu mùa này nha các bạn. Trái đầu mùa nha các bạn. Nó có trái đầu mùa các bạn ơi. Mà muốn nó lớn nó to lắm nha các bạn. Trái nó to mà ăn nó giòn lắm các bạn. Nhưng mà hình như mít này là người ta chỉ xuất khẩu thôi các bạn ơi. Mít này là người ta chỉ xuất khẩu thôi chứ còn ăn là nó không có ngon hay sao các bạn ơi. Mít này chỉ xuất khẩu thôi. Mà xuất khẩu như mình ăn là ăn cái loại mít Thái nó ngon các bạn. Mít Thái ăn là nó thơm lắm các bạn. Ba mình đang chuẩn bị để trái các bạn. Đây nè các bạn. Chứ lúc trước là lặt hết nha các bạn. Đây nè mới có để trái nha các bạn. Nhưng mà một cây vậy các bạn mình để mới vậy các bạn mình để chừng một trái hoặc hai trái thôi nha các bạn.
một trái hai trái thôi nó mới sau này nó mới to nha các bạn, nó mới to nó mới lớn lên được, chứ mình để nhiều quá là nó không lớn được nha các bạn. Mình để về chứ ví dụ như mà trái nào mà nữa ta mình nhìn thấy trái mà nó thẳng thớm đó các bạn, nó thẳng thớm ra là không có eo uột đó các bạn, là mình để cho đó, chứ còn không là mình cũng thể chiết bớt nha các bạn. Thì mình bỏ cái nào mình bỏ bớt nha các bạn, chứ không có để nhiều đâu các bạn. Đây là vườn chuối nữa các bạn, vườn chuối của mình. Các bạn nghe mấy con vạc sành đâu á, cái kêu nghe ớn không các bạn. Có ăn trái nữa nha các bạn, đó ăn trái nữa nha các bạn. Mít này là trồng khoảng 1,5 năm là để trái được nha các bạn. Nó cũng vẫn có trái bình thường các bạn, nhưng mà điều mình định để trái sớm, để trái mà sớm quá nó cây nó hư lắm các bạn. À, nhà mình có trồng củ mì nữa các bạn. Các bạn biết củ mì không? Củ mì mình nấu ăn là với chấm với muối đậu các bạn, ngon lắm các bạn. Mà nó là phải qua mùa nắng ăn mới ngon các bạn, mới xốp. Còn mùa mưa là ăn nó không được ngon nha các bạn. Mùa nắng ăn nó xốp. Nắng ăn xốp ngon lắm nha các bạn. Đây các bạn biết con này con gì không các bạn? Cái này kêu bằng con cóc nha các bạn. Đây con cóc nha các bạn. Đấy, các bạn thấy không? Con cóc nha. Đó, con này mình không biết làm các bạn, mình không biết làm là mình ăn là nó bị ngộ độc chết nha các bạn. Nó bị mình coi trên truyền hình đó các bạn. Có nhiều người mà không biết làm các bạn, ăn cái cúng loại này là nó bị chết đó các bạn, bị ngộ độc chết đó. Mình tính bữa nào mình làm cái clip nè các bạn, cái clip là hướng dẫn cho các bạn cách làm thịt cóc các bạn, cách hướng dẫn làm cho các bạn làm thịt cóc để ăn nó không có bị ngộ độc các bạn. Thịt này, loại này thì mình cũng ăn thường nữa các bạn, hồi lúc trước đó mình còn ở quê đó, mình cũng hay ăn lắm các bạn, lúc là mình còn thanh niên các bạn, là chiều anh em mà xúm là nhau lại đó. Cái đâu có biết làm gì đâu, cái rủ nhau đi bắt. Bắt cái về cái phải nó nấu cháo là ngon lắm các bạn. Cóc nó là nấu cháo là ngon lắm nha các bạn. Nấu cháo là nó ngọt quá tuyệt vời luôn các bạn. Nó nấu cháo cũng ấy mà mình nướng mình quấn lá nghệ các bạn. Lá nghệ với lá lốp á. Mình nướng là quá tuyệt vời luôn các bạn. Quá ngon luôn các bạn. Thế hôm nào mình sẽ ra cái clip hướng dẫn cách để mình thịt cóc ăn không ngộ độc nha các bạn. Bị gì mình thấy lên tivi rồi thấy mọi người nó làm ăn ta không biết cách làm các bạn, nó bị ngộ độc các bạn. Mình tính mình ra cái clip đó mà không biết có được không các bạn. Nếu mà các bạn cho mình cái ý kiến để có nên làm cái clip đó không các bạn. Bởi vì lúc trước nãy mình nói tới cái lúc ở quê đó các bạn, là mình thường ăn đó các bạn, trời mình ăn hoài,
tối mấy anh em cái rủ nhau đi bắt, mà lúc trước nhiều chứ nay nay mình đi soi như nè các bạn, mình đi soi như nè là không thấy nha các bạn, không thấy luôn các bạn ơi, ít lắm, thưa lắm ấy, không có luôn á. Mình đi 2-3 lần rồi mà không thấy con nào luôn các bạn, đi chứ nó bị tuyệt chủng sao các bạn. Nhưng mà mình cũng vẫn còn thấy các bạn, vẫn còn thấy nó đẻ lùm lum các bạn. Để bữa nào các bạn cho mình ý kiến cái nên làm không các bạn. Đây các bạn. Nè đây con cóc con đấy nha các bạn. Đây các bạn. Đây. Đây là con cóc con nha các bạn. Nè loài này nè các bạn. Loài này loài này hai cái này các bạn là em bé các bạn nít đó. Mà nó bị còi xương các bạn. Cái dạng mà bị còi xương chậm lớn rồi các bạn. Đặng bầm rồi các bạn nấu cháo nha. Cháo ví dụ như mà em nào em bé nào mà ăn được á, thì mình nấu cháo mình xé ra, còn mình bầm nhuyễn ra hết các bạn. Cái mình bỏ vô máy mình xay thêm cho nó nhuyễn ra các bạn. Nấu cháo cho nhừ, xèo cái mình đổ vô nha các bạn. Đổ vô cho mấy bé ăn bị còi xương nữa các bạn. Là bảo đảm các bạn là sổ ngay. Loại nó mát lắm nha các bạn. Loại thịt ếch ở thịt cóc đó các bạn. Mát lắm các bạn. Rồi nó ăn rất mát, là nếu mà ăn em bé bị còi xương nữa các bạn là ăn chừng 2-3 lần là hết các bạn. Wow. Trời con rắn các bạn ơi. Để các bạn con rắn các bạn. Đây. Đây các bạn thấy không ạ? Đây các bạn. Đây là rắn thích trâu nha các bạn. Bắt mình test nó luôn, là lò này nó không có độc nha các bạn. Để mình test nó hàm răng nó cho các bạn xem nha. Là lò này là không có độc nha các bạn. Lần trước đó mình có bắn con các bạn. Là cái lò này này không có thấy nha, mà ít thấy lắm các bạn ơi. Mình không thấy nó nữa các bạn. Các bạn thấy không các bạn? Đây. Đó các bạn. Đây các bạn. Đây. Con này là người ta kêu bằng rắn cứt trâu nha các bạn. Nó là nó đi ăn ban đêm không nha các bạn. Bữa con bữa đó là nó nhỏ hơn con này nha các bạn. Con này là bự nha các bạn, con này là bằng tay cái rồi nha các bạn. Các bạn thấy không? Này ngón tay cái mình nè, thấy không? Ngón tay cái nha các bạn. Để mình test thử nó cái răng của nó không có răng nanh nha các bạn. Loại này là nó không có răng nanh nha các bạn. Đây, loại này nó không có răng nanh nha các bạn. Đây để bữa nãy cho các bạn xem nha. Nè các bạn, răng nó không có răng nanh nha các bạn. Cái bọn đêm gì không thấy các bạn ơi. Trong cái máy vậy các bạn không thấy đâu. Còn này nó không có răng nanh nha các bạn. Nè các bạn, thấy không? Nó hai hàm răng suốt nha các bạn. Nó hàm hai hàm trên, hai hàm dưới nha các bạn, hai hàm suốt nha các bạn, không có răng nanh nha các bạn. Là lò này không có độc nha các bạn. Nhưng mà lò này hôm nay mình cũng không thấy nữa các bạn ơi. À, thường thường á, lúc trước các bạn là nó hay ở cái theo những cái dũng trâu nằm các bạn. Là có nó các bạn, mà là người ta đặt nó luôn là kêu bằng rắn cứt trâu các bạn. Không biết là nó cứ theo mấy cái dũng mà trâu hay nằm các bạn, trâu mình á. Nó hay nằm là nó hay có đó các bạn. Mà nay như cái hết trâu rồi sao cái ít nuôi trâu các bạn. Rồi nó không có rồi, nhưng mà răng nó bén lắm nha các bạn. Trời ơi, răng nó nè. Ghê không các bạn. Wow, ôi. Ghê không bạn. Này, răng nó ghê lắm các bạn. Các bạn đấy. Không biết khoảng rắn bữa đó không các bạn, con rắn bữa đó nhỏ, con rắn này bự không các bạn.
Bên mới đây mấy mười mấy ngày các bạn, 20 ngày trở lại đây. Nó ở vườn hà không vườn các bạn, nó đấy vườn các bạn. Đấy. Wow, hà không vườn các bạn. Đấy. Đấy các bạn. Đấy. Đây. Đây. Mình thả đấy nha các bạn. Loài này là các bạn nó thịt không các bạn ơi. Nó như thịt rắn, nó thịt nó như thịt rắn ngũ hành nha các bạn. Với rắn hành ri cá các bạn. Thịt nó như vậy các bạn. Nó là thuộc họ ra cũng như rắn nước các bạn. Các bạn thấy không? Nè. Màu da nó. Ở màu trên màu xám còn dưới màu vàng nha các bạn. Đây, vàng ôm các bạn. Các bạn. À, mình thả đi các bạn. Cái hang nó đây nè các bạn. Các bạn thấy cái hang đó không? Đó, nó hang đó nè. Đây cái hang đó, đó các bạn. Đó, thấy chưa? Đó, cho nó vô hang các bạn. Sao không vô hang không? Mở đó không? Đi. Nó bò đi các bạn. Đây các bạn, bò đi các bạn. Đó, nó táp các bạn ơi. Các bạn dặm cái đuôi nó táp. Đó thấy không các bạn, thấy không không? Không dữ lắm nha các bạn. Tại vì rắn mình đi nguy hiểm lắm các bạn. Mình đi mình phải đi mình có giảm nha các bạn. À, giờ mình ấy cái đuôi nó táp rồi các bạn. Đó thấy không các bạn? Đó các bạn. Nó nguy hiểm lắm nha các bạn. Chúng nó độc độ nguy hiểm lắm nha các bạn. Nên là giờ mình thử mình đạp cái đuôi nó táp nha các bạn. Đó thấy không các bạn, thấy không? Thấy không các bạn? Đó thấy không? Thấy không? Không dữ lắm nha các bạn, không có giỡn đâu nha. Mình ấy cái đuôi nó là nó táp các bạn. Đó các bạn. Nè. Đó thấy không các bạn? Không dữ lắm các bạn. Đó. Đạp cái đuôi nó cắn nha các bạn. Đó thấy không các bạn? Đó thấy không các bạn? Tát các bạn ơi. Nó cũng dữ lắm nha các bạn, nó dữ y rắn rì cá nha các bạn, nó tát dữ lắm á. Nó sừng nha các bạn. Nó bèo ở đâu rồi. Nó thả đi nha các bạn. Rồi mình đi sâu tiếp các bạn ơi. Để mình gần chừng nào tới có mình quay lên bật lên cho các bạn xem các bạn. Đây các bạn. Đây các bạn biết là cái gì đây không các bạn? Mấy cái hàng này là các bạn, hàng gì các bạn biết không? Đấy. Hàng này là kêu bằng cái này là kêu bằng củ lùng nha các bạn. Đây là củ lùng nữa các bạn có bạn các bạn nào biết củ lùng không các bạn? Củ lùng là nó họ với củ từ đâu các bạn. Nhưng mà nó không có nhớt nha các bạn. À, ăn nó ngọt lắm các bạn. Bây giờ người ta trồng cao su nha các bạn. Người ta thăm canh vô người ta trồng thêm cái hàng này các bạn. Là nó cũ nhiều lắm các bạn ơi. Nó đào lên nó cũ như tròn tròn như trứng gà đồ vậy các bạn. Nhỏ hơn trứng gà tí xíu các bạn, như tầm như trứng gà tre đó các bạn. Rồi bán ăn ngon lắm các bạn ơi. Với còn loại này các bạn biết không? Loại này không các bạn? Đây là củ bình tinh nè các bạn. Các bạn biết không? Củ bình tinh đó các bạn. Các bạn nào ở quê rồi chắc biết mấy cái loại này vậy. Cây củ bình tinh. Đây nó trồng nhiều cái loại này lắm các bạn. Cao su nhà các bạn nó lớn chưa lớn luôn á. Còn lớn cao su giờ ta đang cạo nhưng mà ta vẫn trồng được các bạn. Thăm canh vô nó trồng thêm hàng giữa các bạn. Nó thu hoạch cũng được lắm các bạn ơi. Để mình nghe tới cái mình có cái mình bật lên cho các bạn xem nha các bạn. Để đi về mất thời gian lắm các bạn ơi. Đây một con nữa nha các bạn. Đây chụp đầu nè. Đây hai con luôn các bạn ơi.
siêu các bạn. Cái con nhà mất tiêu các bạn. Nhát các bạn, trời mưa nhát lắm các bạn. Mình đi bắt như vậy nè các bạn, mà trời mưa râm nha các bạn. Trời mưa râm loạn nhiều lắm các bạn. Đánh con như thế. Đấy các bạn quen các bạn. Chụp nè. Chụp nè. Cái gì con su này các bạn có cò ngủ các bạn. Cò này nó bay 4-5 con nha các bạn. Nay mình rồi không thấy các bạn, con su rộng quá các bạn. Mình rồi không thấy cò. Này trời mưa. Rồi một mai mới bắn mới được các bạn. Nay cò ngủ đây các bạn. Đây một con nữa các bạn. Chụp nè. Đây, hai con các bạn. Đây một con các bạn. Chụp nè. Đây một con nữa nha các bạn. Chụp nè. Đây các bạn. Đây các bạn. Đây một con nữa nha các bạn. Đây các bạn thấy không? Đây. Chụp này. Đây các bạn. Đây. Đây các bạn. Mình nhớ sọc nha các bạn. Chạy. Đây một con nữa nha các bạn. Chạy. Đây một con nữa các bạn. Chụp mà. Đây nha các bạn. Con này nhỏ nha các bạn. Nhỏ thì nó nhỏ nha các bạn. Mày con chụp nè. Cua này các bạn ơi.
được con cua nha các bạn. Đây các bạn. Đây các bạn, cua nha các bạn. Đây cua đực nha các bạn. Đây. Đó các bạn. Đó, kẹp dữ lắm nha các bạn. Nó kẹp các bạn thấy không? Nó kẹp rỉ không nã các bạn, thấy không? Đó, nó kẹp. Đây, nó kẹp các bạn. Đấy. Các bạn ơi, nó kẹp rỉ cũng được nha các bạn. Rỉ cũng được, nó giỡn nữa. Kẹp ghê lắm nha các bạn. Các bạn thả nó nha các bạn. Chạy ghê các bạn, chạy lẹ. Các bạn. Chạy. Đây con nữa các bạn. Thấy nấp không? Đây nấp nữa các bạn. Vậy mà chụp sảy rồi các bạn. Trời ơi. Núp dưới gốc cây chụp sảy mất tiêu các bạn. Ôi cái tay gớm này. Đây con nó nháy đèn nha các bạn. Nháy đèn nha các bạn. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Trời. Sảy tốt rồi các bạn. Thiệt là. Vậy cũng để sảy. Đây một con các bạn. Trời ơi. Các bạn ơi, cảnh này, cảnh này hiếm thấy. Cảnh này hiếm thấy nè các bạn ơi. Cảnh này thật hiếm thấy nha các bạn. Đây các bạn biết con gì không các bạn? Đây là con rắn trung nha các bạn. Rồi.